Chào bạn đến với tin giá thủy sản của Tép Bạc ngày 26 tháng 3 năm 2021. Tôm sú loại 30 con tại ao có giá 260.000 một ký tăng 15.000 đồng. Tôm sú loại 40 con tại ao có giá 180.000 một ký giảm 10.000 đồng. Tôm thẻ loại 80 con tại ao có giá 111.000 một ký. Tôm thẻ loại 50 con tại ao có giá 136.000 một ký tăng 2.000 đồng. Cá tra tại ao có giá 21.500 một ký giảm 500 đồng. Cá lóc nuôi tại ao có giá 30.000 một ký tăng 1.000 đồng. Cá điêu hồng tại ao có giá 35.000 một ký giảm 1.000 đồng. Ếch tại trại có giá 40.000 một ký tăng 1.000 đồng. Tép Bạc cảm ơn bạn.